California xuân được gửi từ California. Hồng Tứ với Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động. Xin lỗi Hồng Tứ. Dạ không sao thưa Đoàn Trọng, chắc chắn là trong vài tháng vừa qua quý vị đã khá là quen với lại gương mặt của chị Xuân Quỳnh, một người đã hỗ trợ Hồng Tứ rất là nhiều thực hiện chương trình này. Thì gửi lời chào buổi sáng đến anh Đoàn Trọng, gửi lời chào đến sáng đến cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trong sáng thứ sáu hôm nay là ngày 17 tháng 3. Và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu chương trình bằng với bản tin dự báo thời tiết trong ngày cũng như là cuối tuần này ở ngay tại miền Nam và miền Bắc của tiểu bang California. Thưa quý vị, ngay tại miền Nam của tiểu bang California, các khu vực lân cận với thành phố Garden Grove, ngày hôm nay thì trời sẽ có mây rải rác với nhiệt độ trong ngày dao động từ khoảng 47 cho đến 66 độ F, tương đương ở khoảng từ 8 cho đến 12 độ C. Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần thì trời cũng sẽ có nhiều mây với nhiệt độ ở khoảng từ 53 cho đến 72 độ F, tương đương ở khoảng 12 cho đến 22 độ C. Đi đến miền Bắc của tiểu bang California, các khu vực lân cận với thành phố San Jose, ngày hôm nay trời cũng sẽ có nhiều mây với nhiệt độ ở khoảng từ 43 cho đến 68 độ F, tương đương ở khoảng từ 6 cho đến 20 độ C. Và những ngày cuối tuần thì trời cũng sẽ có nắng với nhiệt độ dao động từ khoảng 50 cho đến 72 độ F, tương đương ở khoảng từ 8 cho đến 15 độ C. Sáng nay chúng ta trở lại tất cả những sự kiện liên quan trận động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, và hiện nay thì tất cả những cái áp lực về khí hậu và thời tiết liệu có ảnh hưởng đến những nơi đã bị tàn phá bởi động đất hay không thưa vậy Hồng Tuyết? Chắc chắn là có thưa quý vị. Tin đưa đi từ Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng ngày hôm nay cho biết, hai tỉnh ở vùng đông nam nước này nơi động đất tàn phá vào tháng trước tiếp tục bị mưa lũ tấn công, khiến cho ít nhất đến nay đã có 14 người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ là ông Soylu vào ngày hôm qua 16 tháng 3 cho hay, các đội cứu hộ đang tìm kiếm 5 người mất tích ở tổng cộng là 3 nơi sau khi cơn lũ đã biến đường xá và tỉnh thành sông, cuốn trôi nhiều xe, gây ngập lụt và nhà cửa ở khu làng trại dành cho nạn nhân động đất. Ít nhất đến nay đã có 12 người thiệt mạng ở San Leofa, trong đó thì có 5 người Syria được tìm thấy trong căn hộ ở tầng hầm ngập nước và 2 người khác trong một xe tải bị mắc kẹt ở đường hầm. Một số người được sơ tán khỏi khu lều trại dành cho nạn nhân động đất. Bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt ở ngay tại bệnh viện cũng đã được sơ tán. Nếu quý vị đến sống tại Hoa Kỳ thì một trong những cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm, kính thưa quý vị, đó là vấn đề đóng thuế. Mà cứ mỗi lần mỗi năm đến cuối tháng 4 là bắt đầu chúng ta thấy những cái sự kiện thay đổi hoàn toàn. Sự tiêu xài cũng nhiều hơn và có thể nói rằng sự đi lại cũng rất nhiều hơn vì vấn đề thuế đã được giải quyết. Lẽ nhiên một số người đã được thanh toán tiền thuế và một số người thì được hoàn lại tiền thuế. Và năm nay cũng giống như thường lệ, nhưng có một vài nét đặc biệt khác hẳn với những năm trước đây, đó là do vấn đề COVID-19. Bởi thế năm nay những cái khác biệt bởi COVID-19, vấn đề thu thuế như thế nào vậy Hồng Tứ? Thưa quý vị, không giống với lại những năm trước đây, dựa theo những người đã khai thuế thì họ cho biết rằng năm nay dường như việc khai thuế đã diễn ra một cách suôn sẻ hơn. Hiệp hội những người khai thuế của quốc gia cho biết trong một tuyên bố, sau một vài năm cập nhật liên quan đến đại dịch, hướng dẫn giữa mùa thuế của cơ quan IRS, luật thuế thay đổi vào phút cuối và hiện nay thì khai thuế như bình thường là một thay đổi đáng hoan nghênh đối với lại nhiều người. Số liệu thống kê mới từ cơ quan IRS cho thấy có nhiều khoản hoàn trả đang được xử lý và số tiền hoàn lại được cấp nhiều hơn so với cùng thời điểm năm ngoái. Tuy nhiên, số tiền hoàn trả trung bình trong năm nay vẫn ít hơn, giảm 11% xuống còn 3.028 Mỹ Kim vì các biện pháp cứu trợ đại dịch giúp tăng số tiền hoàn lại đã hết hạn. Nếu như chưa có nộp thuế, chưa có cái hồ sơ khai thuế thì ngày nào là cái ngày đáo hạn để chúng ta phải làm cái công việc này? Còn khoảng một tháng thì Đoàn Trọng tính đến ngày 18 tháng 4 tháng sau là cái ngày cuối cùng mà phải nộp thuế. Ồ, đúng như vậy là chúng ta chỉ còn có một tháng nữa. Vì gần đây có nhiều cái tin tức không biết có phải là chính thức hay là bán chính thức cho biết rằng có thể thuế sẽ gia tăng đến tháng 10. Nhưng một lần nữa thì theo tất cả các tin tức mà ông Tư nhận được là chắc chắn là đến ngày đáo hạn nộp thuế là ngày thứ ba 18 tháng 4 phải không? Dạ đúng. Vâng, quý vị cần cân nhắc điều này vì chắc là quý vị nếu có những cái liên quan nào rắc rối đến vấn đề thuế má là một cái sự khó chịu cho đời sống của chúng ta đấy nhé. Vâng, bây giờ trở lại một trong những vấn đề quan trọng mà trong những ngày qua tất cả các tin tức ở trên thế giới đều bàn cập đến rất nhiều. Kính thưa quý vị, đó là chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến thăm Moscow, và như vậy là bao giờ thì chúng ta sẽ thấy có mặt ông Tập Cận Bình ở tại Moscow? Thông tin chính thức được đưa đi từ Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho biết Chủ tịch nước này ông Tập Cận Bình sẽ đi đến thăm Nga đầu tuần sau, theo lời mời của Tổng thống Putin. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày hôm nay đưa ra thông báo với nội dung Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước Nga từ ngày 20 cho đến 22 tháng 3. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tức ông Uông Văn Bân, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn trong khu vực và trên thế giới. Mục đích của chuyến thăm là tăng cường hơn nữa sự tin cậy giữa hai quốc gia,
Điện Kremlin vào cùng ngày cũng đã xác nhận thông tin vừa rồi, đưa ra thông báo với nội dung. Trong chuyến thăm thì hai lãnh đạo sẽ thảo luận thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc. Hai bên cũng sẽ dự kiến ký một số văn kiện quan trọng. Thưa Đoàn Trọng, trước thông tin chính thức đưa ra từ phía Nga và Trung Quốc như vậy, phản ứng của các quốc gia khác trên thế giới như thế nào vậy? Việc trước tiên có thể nói một số quốc gia có thể hài lòng về vấn đề gặp gỡ giữa ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin để chúng ta có thể dấy lên cái niềm hy vọng có thể chấm dứt được cuộc chiến tranh ở tại Ukraine trong một thời gian gần tới đây. Tuy nhiên, qua những cái sự kiện mà có thể niềm hy vọng đó đã vội vàng bị bẻ tắt ngay vì tất cả những cái vấn đề liên quan đến vấn đề liệu ông Tập Cận Bình có thể nói rằng đưa ra một cái quyết định táo bạo, đó là viện trợ tất cả những vũ khí sát thương cho Nga Xô trong những ngày tới đây hay là không. Đó là câu hỏi thứ nhất. Và vấn đề thứ nhất là vấn đề giải tỏa kinh tế, liệu Trung Quốc có thể là một cái cầu nối để cho Nga tiếp tục nuôi dưỡng được cái nền kinh tế của Nga và từ đó để phát đi tất cả những cuộc tấn công vào Ukraine. Nhưng có một cái điểm mâu thuẫn chính là ở đây, khi một cái đường lối chính của ông Tập Cận Bình cũng như tất cả những phát ngôn viên của ông cho rằng cái đường lối mà thăm viếng với vấn đề hợp tác toàn diện đối với Nga Xô, trong đó có vấn đề làm sao để tìm được một cái giải pháp hòa bình mà nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Nhưng tất cả những sự kiện mà trong quá khứ Trung Quốc đã làm cho thấy rằng Trung Quốc không có lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine, thì làm sao có thể chúng ta tin tưởng được một cái giải pháp hòa bình trong tương lai. Bởi thế, theo một vài tất cả những nhà nhận định, tất cả hãng thông tấn lớn đều cho rằng chuyến đi này chỉ mang một cái tính cách có thể răn đe thế giới và có thể nói rằng sự hợp tác giữa hai cường quốc lớn nhất bây giờ, đó là Nga và Trung Quốc trong vấn đề vũ khí cũng giống như đề và hạt nhân, để đe dọa tất cả các khối phương Tây có thể nói tránh tất cả những sự gọi là đụng độ với Nga ở trên không cũng giống như tất cả ở ngoài biển khơi mà thôi. Cảm ơn anh Đoàn Trọng. Thưa quý vị, tiếp theo cũng là một thông tin khá quan trọng đưa đi từ Hoa Kỳ và Australia trong thời gian gần đây. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây lại duyệt thêm một thương vụ bán 220 hỏa tiễn hành trình Tomahawk cho Australia theo thỏa thuận trị giá lên đến 895 triệu Mỹ Kim. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Ngũ Giác Đài vào ngày hôm qua đã đưa ra tuyên bố cho biết Bộ Ngoại giao đã chấp thuận yêu cầu đến từ Australia để yêu cầu mua hỏa tiễn nhằm trang bị cho tàu hải quân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà phía Australia sẽ nhận từ Hoa Kỳ. Thỏa thuận này trị giá lên đến là 895 triệu Mỹ Kim, trong đó có hỗ trợ bảo trì và hậu cần. Tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng cho hay thêm, thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng của Australia trong tương tác với lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh khác. Thế thương vụ hỏa tiễn là một phần của thỏa thuận AUKUS giữa Hoa Kỳ, Australia và Anh. Đây là một cái thỏa thuận ba bên nhằm để làm công việc gì? Cả ba quốc gia vừa rồi, Australia, Anh Quốc cùng với lại Hoa Kỳ, họ sẽ chia sẻ công nghệ và nguồn nhân lực để xây dựng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới trong hai thập kỷ đến đây. Trở lại chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Nga Xô, liệu trước tiên chúng ta cần thấy đó vấn đề hợp tác chiến lược toàn cầu giữa Nga và Trung Quốc có thể thành hình như thế nào? Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta nhìn lại Hoa Kỳ, nhưng ta thấy có một cái sự chia rẽ rõ ràng trong nội bộ của Hoa Kỳ, mặc dù hai bên thuộc những thành phần của đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa. Trước tiên chúng ta phải nói vấn đề ông cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã nói về xung đột toàn cầu như thế nào? Cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo cuộc chuyến ý niệm ở Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột toàn cầu giữa các tất cả cường quốc hạt nhân. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng cho biết trong một video đăng trên mạng xã hội, và ông cho biết rằng chúng ta chưa bao giờ cận kề thế chiến thứ ba như lúc này, và dưới thời ông Joe Biden, một cuộc xung đột toàn cầu giữa các cường quốc hạt nhân đồng nghĩa với quy mô chết chóc và tàn phá lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Ông đưa ra một cái bức hình có thể nói tệ hại cho thế giới vào những nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh hạt nhân. Nhưng vấn đề chính là vấn đề chúng ta làm sao để kiềm chế để cho tất cả những vấn đề này không có thể triển khai trong tương lai, nhưng chẳng bao giờ đưa ra thêm một cái kết quả cụ thể như thế nào hoặc một cái chương trình như thế nào thực tế đối với hoàn cảnh bây giờ, nhưng chỉ là những sự chỉ trích giữa hai bên, Joe Biden cũng giống như Donald Trump. Thưa quý vị, liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump về việc tài liệu mật của Tòa Bạch Ốc, thì hiện nay cũng có thông tin ghi nhận được hàng chục nhân viên tại dinh thự của cựu tổng thống đã được triệu tập để làm chứng về việc ông xử lý các tài liệu mật trong thời gian như thế nào. Công tố viên đặc biệt trong cuộc điều tra tài liệu mật đã tìm kiếm lời khai từ rất nhiều người thân cận với cựu tổng thống Donald Trump, như là nhiều luật sư riêng đại diện cho ông trong vụ việc cho đến các nhân viên làm việc trong khu đất mà ông ở ngay tại Florida, bao gồm quản gia và kể cả người phục vụ nhà hàng. Điều này xảy ra khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã dành phần lớn thời gian trong năm vừa qua để điều tra khả năng xử lý sai hồ sơ an ninh quốc gia và khả năng cản trở. Các đặc vụ FBI cho biết đã thu hồi được hơn 100 tài liệu mật trong một cuộc khám xét ở ngay tại dinh thự của ông vào mùa hè năm ngoái.
Kể từ đó, thì nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump đã chuyển giao các tài liệu được phân loại bổ sung. Trong lúc đó, chúng ta cũng không quên đề cập đến nhiệm vụ và vai trò của hai ông Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Việc trước tiên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Tần Cường, hai bên đã có những cái điện đàm với người đồng cấp với nhau trong một ngày để thảo luận về tương lai chiến sự ở tại Ukraine. Lẽ nhiên, tất cả những sự kiện này nó bao gồm những ý nghĩa như thế nào về Hồng Tuyết? Thưa quý vị, ông Tần Cương của Trung Quốc đã nói với lại ông Kuleba rằng hy vọng Ukraine và Nga sẽ để ngỏ cánh cửa đối thoại, đàm phán và không khép cánh cửa đối với lại giải pháp chính trị. Dù điều đó có thể khó khăn và thách thức tới nhường nào, ông cũng cho biết thêm là Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy ngừng bắn, xoa dịu khủng hoảng và lập lại hòa bình ở ngay tại nơi này. Thưa quý vị, vừa rồi là những sự kiện chính diễn ra trong phần 1. Trước khi chúng ta đi đến phần 2, chương trình xin được phép tạm dừng trong vòng ít phút. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế giới Chuyển động sáng nay. Việc trước tiên, cái vấn đề mà Hồng Tứ vừa mới đưa ra, cái cuộc điện đàm giữa hai ông Ngoại trưởng Antony Blinken và ông Ngoại trưởng Tần Cương, nó mang lại một cái sức quan trọng cho tất cả các giới báo chí theo dõi về vấn đề tình hình an ninh chung thế giới. Nhưng sau cái buổi điện đàm thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những tin tức như thế nào về Hồng Tứ? Thưa quý vị, về phía phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Ned Price, cùng ngày cũng thông báo về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và ông Kuleba. Cho biết hai nhà ngoại giao đã thảo luận về tình hình chiến sự cũng như là sự ủng hộ Kiev kiên định mà Washington dành cho quốc gia này. Ngoại trưởng Ukraine sau đó đã đăng trên trang Twitter xác nhận cuộc điện đàm với hai người đồng cấp đến từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Tần Cương về tầm quan trọng của nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ. Ông Kuleba khẳng định Kiev sẽ tiếp tục làm việc với Washington cùng với lại các quốc gia đồng minh khác để bảo đảm Ukraine nhận đủ số đạn dược cần thiết. Trong cả hai cuộc điện đàm này thì Ngoại trưởng Ukraine đều đề cập đến công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đề xuất. Trở lại một trong những sự kiện quan trọng tại chiến trường Ukraine và Nga trong những ngày gần vừa qua. Việc trước tiên, quân đội của Nga đã có một cái cuộc gọi là làm cho rơi một chiếc USV của Hoa Kỳ ở ngay cái biển Crimea. Tuy nhiên hiện nay quân đội Ukraine cho biết bao nhiêu tàu của quân đội Nga hiện nay đang có mặt trên biển Đen và có thể chuẩn bị để làm cái công việc gì với chiếc gọi là chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Dựa theo thông tin đưa đi từ quân đội Ukraine cho biết, có hơn 20 tàu hải quân của Nga hiện đang hoạt động trên vùng biển Đen, có thể chuẩn bị để trục vớt chiếc UAV Hoa Kỳ hoặc là tập kích hỏa tiễn. Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine vào ngày hôm qua cho biết, Nga đã tăng cường hiện diện ở biển Đen với số lượng tàu hải quân khá bất thường, lên đến 21 chiếc, sau khi chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Hoa Kỳ rơi ở trong khu vực này. Cơ quan này cũng cảnh báo hải quân Nga tăng cường hiện diện ở biển Đen đồng nghĩa với việc Ukraine đang phải đối mặt với lại nguy cơ bị tập kích hỏa tiễn cao hơn. Trong số hơn 20 tàu hải quân của Nga đang hoạt động ngay vùng biển này, thì có 3 con tàu mặt nước và 2 tàu ngầm mang hỏa tiễn hành trình Kalib. Trên bầu trời của Ukraine ngày nay thì có thể nói chuẩn bị để đón nhận tất cả những phi vụ của MiG-29, một trong những máy bay chủ lực của Nga trong thời đệ nhị thế chiến cũng giống như sau hậu chiến thứ hai. Được trước tiên, chúng ta thấy rằng Ba Lan cùng nhóm Slovakia đã có một cái chương trình sẵn sàng để đưa tất cả chiếc máy bay MiG-29 đến cho Ukraine sử dụng trong tương lai. Chúng ta chờ xem những trận không chiến như thế nào diễn ra trên bầu trời Ukraine trong một ngày gần đây. Đó là chuyện chiến tranh ở giữa tại Ukraine và chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua chương trình Thế giới Chuyển động sáng nay. Bây giờ thưa quý vị, cho phép chúng tôi trở lại Việt Nam, một trong những sự kiện quan trọng đối với tất cả những nhà theo dõi tình hình kinh tế giữa hai quốc gia. Việc trước tiên, một số công ty có thể nói có tiếng ở Hoa Kỳ, họ đang có một chuyến viếng thăm của Việt Nam. Hồng Tứ theo dõi cái chuyến đi này nó mang ý nghĩa như thế nào về Hồng Tứ? Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN, có tên gọi tắt là USABC, cho biết một phái đoàn gồm hơn 50 doanh nghiệp của Hoa Kỳ, bao gồm các hãng quốc phòng công nghệ, dược phẩm như là SpaceX, Netflix hay là Boeing sẽ đến Việt Nam trong tuần tới để có thể thảo luận về cơ hội đầu tư và bán hàng. Đây là phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ đi đến Việt Nam, được cho là đang có sức phát triển mạnh. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của rất nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với lại Việt Nam trong bối cảnh xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng.
Cũng theo hãng tin Reuters, đáng chú ý trong phái đoàn lần này là có sự tham dự của nhiều hãng hàng không như là Boeing, Lockheed Martin và Bell. Các hãng này có tổ chức các cuộc họp với nhiều công ty mua sắm sản phẩm quốc phòng của Việt Nam. Theo lời của ông Vũ Tú Thành là đại diện của Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN tại Việt Nam, thì đây là lần đầu tiên sau một thập kỷ các hãng an ninh của Hoa Kỳ quyết định tham gia vào phái đoàn doanh nghiệp. Trong lúc đó thì chúng tôi cũng không quên đề cập với một cái tin từ FBI đưa ra. Hôm qua FBI đã đưa ra một cái phát lệnh truy nã một công dân Việt Nam, đó là tiến sĩ Minh Quốc Nguyễn vì tội rửa tiền. Cục điều tra liên bang của Hoa Kỳ mà chúng ta hay gọi là FBI vừa phát lệnh một lệnh truy nã một công dân Việt Nam có tên là Minh Quốc Nguyễn với tội cáo buộc là rửa tiền. Theo tất cả các tin tức mà chúng tôi được biết được là ông Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về vấn đề kỹ thuật mật mã và trước đây ông đã từng làm việc trong một cái lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng vào năm 2016 và hiện nay thì vấn đề điều tra hình như đã hoàn tất và ông Minh Quốc Nguyễn đã nhận một cái lệnh là lệnh truy nã của FBI. Chúng ta chờ xem sự kiện này nó diễn biến như thế nào. Nhưng bên cạnh đó thì một tin buồn đến cho một hãng hàng không, đặc biệt là Vietnam Hàng không Airlines, vì vấn đề là có liên quan đến vấn đề đưa một số ma túy cũng giống như thuốc lắc đi vào Việt Nam. Thưa quý vị, vào chiều ngày 17 tháng 3 theo giờ của Việt Nam thì Cục Hải quan Sài Gòn thông tin về vụ 4 tiếp viên hàng không đã bị phát hiện xách 10 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam đi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Phó Cục trưởng Cục Hải quan là ông Nguyễn Hữu Nghiệp đã thông tin cho biết, vào sáng ngày 16 tháng 3 thì công chức hải quan ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp trở về Việt Nam. Ông cho biết rằng qua sàng lọc soi chiếu thì đã nghi vấn trong vali của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp. Và kiểm tra những tuyếp keo đánh răng này cũng như nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng là 10 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp. Những người này bao gồm tiếp viên trưởng cùng với lại 3 người khác. Đó là một vài sự kiện sáng nay chúng tôi muốn đề cập đến tình hình kinh tế tại Việt Nam, vấn đề giao dịch và tất cả những sự kiện đáng quan tâm tại Việt Nam như thế nào. Trong lúc này thì chúng ta cũng có một cái nguồn tin đến, lẽ nhiên có thể có đại hội tháng 6 tới đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những cái quyết định mới về một vài vấn đề nhân sự trong thời gian qua. Chúng ta chờ xem tất cả những sự kiện này sẽ biến đổi và thay đổi hình thức lãnh đạo của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong tương lai như thế nào. Chúng tôi loan tin này với một tính cách dè dặt vì tất cả những sự kiện này chưa được công bố một cách công khai qua những hãng thông tấn lớn như là Việt Tân Xã cũng như tờ báo lớn ở tại Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta trở qua một trong sự kiện quan trọng ngày hôm qua mà đó là vấn đề bang giao giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản. Chắc quý vị biết trong quá khứ kể từ khi đệ nhị thế chiến đến bây giờ thì có thể nói rằng sự bang giao giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản không mấy thân thiện. Nhưng ngày hôm qua là một trong những dấu chấm lịch sử, hai bên đã chấm dứt tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia và Hàn Quốc và Nhật Bản đã đồng thuận cải thiện quan hệ song phương với nhau. Sau nhiều năm qua về sự sứt mẻ vì những bất đồng về quá khứ lịch sử, hôm qua ngày 16 tháng 3 năm 2023, lãnh đạo của hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng nhận cải thiện quan hệ ngoại giao và thương mại, đồng thời hình thành một mặt trận thống nhất trước mối đe dọa của Bắc Hàn. Đó là một trong những cái tin tức nóng bỏng nhất mà có thể thay đổi tình hình hiện nay đang diễn ra ở tại bán đảo Bắc Hàn. Thưa quý vị, ngoài ra cũng có một thông tin không mấy có lợi cho công ty TikTok, một trong những công ty gần đây đã chịu khá nhiều những ảnh hưởng tai tiếng đặc biệt đến từ Hoa Kỳ cùng với lại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Gần đây nhất thì New Zealand cho biết cấm cài mạng ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị của Quốc hội vì lý do an ninh, sau khi nhiều quốc gia đồng minh phương Tây đã đưa ra hành động tương tự. Quốc hội New Zealand vào ngày hôm nay đã gửi email đến các dân biểu cho biết ứng dụng đến từ TikTok sẽ bị chặn trên mọi thiết bị công vụ của cơ quan này bắt đầu từ cuối tháng 3 trở đi. Email cho biết thêm, chúng tôi cho rằng nguy cơ của ứng dụng này là không được chấp nhận trong môi trường quốc hội hiện tại. Theo cơ quan, quyết định chặn ứng dụng dựa trên phân tích riêng cũng như là kết quả tham vấn với chính phủ New Zealand và nghị viện nhiều nước. Lệnh cấm này không áp dụng trên điện thoại cá nhân của các dân biểu, nhưng họ cần phải gỡ TikTok trước khi truy cập bất kỳ ứng dụng nào của quốc hội. Một số dân biểu cũng của New Zealand đã sử dụng TikTok để đăng các video và bình luận chính trị của họ. Đại diện công ty này vẫn chưa bình luận về lệnh cấm của Quốc hội New Zealand. Trên thế, quý vị cho phép Thế giới chuyển động, chúng tôi loan lại một cái tin ngày hôm qua chúng tôi đã loan. Kính thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 4 tới đây vào lúc 2 giờ chiều, Thượng tọa Thích Pháp Hoa, chứ không phải là Thượng tọa Thích Pháp Hoa, đến từ Canada và ông sẽ có một cái buổi gọi là hội thảo cũng giống như là
pháp thoại đối với đồng hương Phật tử của chúng ta tại chùa Bảo Quang. Đây là một trong những cơ hội để cho đồng hương Phật tử chúng ta có cơ hội gặp gỡ một trong những vị thượng tọa trẻ. Ông có là một cái khuôn mặt có thể nói có nhiều buổi hội thoại và pháp thoại với tất cả những người đồng hương Phật tử ở khắp nơi trên thế giới. Và trong cái lần gặp gỡ ở đây, ông sẽ đưa đến tất cả những cái tin tức, tất cả những sinh hoạt đặc biệt nhất là trong thời gian gần đây của đồng hương Phật tử chúng ta ở tại hải ngoại. Cái ngày hội thoại đó và pháp thoại đó sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 vào lúc 2 giờ chiều tại chùa Bảo Quang. Và một lần nữa chúng tôi xin sửa đổi lại tin hồi hôm qua, đó là Thượng tọa Thích Pháp Hòa, và chúng tôi xin thật xin lỗi Thượng tọa về những sự không đúng chính xác về tin tức mà chúng tôi vừa gửi đến ngày hôm qua. Thưa quý vị, bây giờ trước khi chúng ta đi đến phần 3 của chương trình, xin quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh, Hồng Tứ và anh Đoàn Trọng sẽ quay trở lại. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SETTV để quay trở lại với phần 3 của chương trình Thế Giới Chuyển Động. Đúng hẹn lại lên, cứ đến thứ 6 thì phải nói là đã gần 3 tháng rồi Hồng Tứ không được gặp gỡ hai vị bác sĩ rất là dễ thương của chương trình, đó chính là bác sĩ Michael Đào và bác sĩ Nguyễn Quang Ly. Đến vào mỗi sáng thứ 6 chia sẻ cho quý vị những thông tin liên quan đến đề tài y tế và sức khỏe. Chào buổi sáng đến cả hai bác sĩ. Kính chào quý vị, kính chào Hồng Tứ, kính chào bác sĩ Đào và anh Đoàn Trọng. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Hồng Tứ, welcome back. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ Ly và chào anh Đoàn Trọng. Thì trước tiên chắc phải hỏi bác sĩ Ly. Bác sĩ Ly, một trong những bác sĩ mà có cặp mắt thẩm mỹ, bác sĩ nhìn Hồng Tứ có gì thay đổi sau chuyến đi về Việt Nam không? Tăng lên 3 ký. Không giảm đâu, không biết. Nhưng mà trông khỏe khoắn và vui tươi hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chỉ cái 3 tháng xong rồi thay đổi ha. Đấy. Dạ. Mình thì... phải, chắc mình phải về Việt Nam 3 tháng. Đó là cái lý do tôi muốn hỏi bác sĩ đó. Phải đi về Việt Nam 3 tháng là vui tươi hơn liền. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay trước khi chúng ta đi đến đề tài làm đẹp thì chút xíu nữa đây, những ai quan tâm đến vấn đề mà sụn ba sườn có thể sử dụng cho việc làm đẹp như thế nào thì quý vị chờ xem chút xíu nữa. Nhưng mà đầu tiên phải hỏi về vấn đề sức khỏe trước, thì không biết là chúng ta có những thông tin đặc biệt nào về trung tâm y tế Michael Đào cũng như là các vấn đề sức khỏe thưa bác sĩ? Vâng, xin kính thưa quý vị, thì quý vị cũng mỗi một tuần xin nhắc nhở là quý vị nhớ tại trung tâm y tế đa khoa Michael Đào, anh em chúng tôi nhận tất cả những loại bảo hiểm ngoại trừ Kaiser, lấy cao Optima, có Medicare, Medicare, có tất cả những cái Medicare Advantage, và anh em chúng tôi có hơn 15 bác sĩ provider PC là primary care để mà phục vụ cho quý vị. Chọn một bác sĩ có thể coi 15 người, và bên cạnh đó có đầy đủ tất cả những dịch vụ cũng như là phòng khám chuyên môn, và quý vị biết là tất cả những từ lấy máu mọi là tại chỗ hết, và quý vị biết là anh em chúng tôi lúc nào cũng cố gắng để mà làm tốt hơn, làm có nhiều hơn dịch vụ hơn để mà phục vụ cho quý vị. Đây là cái quý vị thấy trên hình ảnh là đó là cái một cái trung tâm, gọi là một cái trung tâm tim mạch ở tại bệnh viện Orange Coast Memorial Hospital. Quý vị biết là trung tâm y tế đa khoa Michael Đào, anh em chúng tôi không những phục vụ cho cộng đồng mà anh em chúng tôi lúc nào cũng muốn để mà trả lại cho cái cộng đồng mà mình đang ở sống ở tại Hoa Kỳ. Mình muốn mình lớn lên ở đây, mình được học giáo dục ở đây và được make money, cuộc sống rất là thoải mái, peaceful, hạnh phúc đủ thứ hết, thì mình trả lại cho cộng đồng. Thì trung tâm y tế đa khoa Michael Đào mới donate để mà xây một cái phòng gọi là phòng soi tim mạch tại bệnh viện OCM. Như quý vị đang thấy đó là cái phòng tim mạch, anh em chúng tôi ủng hộ tiền để mà xây cho cái bệnh viện đó. Quý vị biết ở đây là vừa soi tim mạch mà vừa mổ tim nữa. Thành ra quý vị biết đó là một cái phòng soi tim mạch mới toanh, brand new, tất cả những cái dụng cụ là tối tân nhất và mới nhất, và để phục vụ. Quý vị biết là những người lớn tuổi mà tức ngực khó thở mà muốn vô soi tim, mà lỡ soi tim nó bị nghẽn, mình có thể mình thông tại chỗ, mình có thể bỏ trong những cái ống nhựa tại chỗ, hoặc là mình có thể mổ một cách là mổ nội soi, cũng như là mổ thay cả những cái tim, mổ banh cái ngực ra để mình
thay cái những cái tim gọi là van tim hoặc là thay những cái mạch máu mà nó nghẽn trong tim đều có thể làm được tại đây hết. Yeah. Đây là một trong những trung tâm mà được gọi là 5 star, 5 sao về mổ tim mạch ở chung quanh cái khu người Việt Nam của chúng ta. Quý vị biết bệnh viện này là một trong những bệnh viện mà tốt nhất mà trong cái khu cộng đồng của người Việt Nam của chúng ta. Đó là cái trung tâm tim mạch mà quý vị thấy là anh em chúng tôi mới ủng hộ để xây, để build up tại bệnh viện OCM. Do đó quý vị nào mà có những thân nhân hay gì đó bệnh tim liên quan tới tim mạch, quý vị có thể an toàn mà đến OCM là On Coast Memorial Hospital mà để mà được điều trị ngay tại đó. Thì hy vọng là quý vị mình không khỏe mạnh không cần, nhưng mà khi cần thì quý vị đến tới với OCM tại cái trung tâm tim mạch Đào Family, trung tâm tim mạch kia. Dạ. Wow, wow, như vậy là bác sĩ giới thiệu cũng nhiều, nhưng mà bác sĩ thấy bác sĩ thiếu một cái gì nhiều không? Dạ. Bác sĩ thiếu cái phòng thẩm mỹ của bác sĩ Nguyễn Quang Ly nữa. Vâng, phòng thẩm mỹ của bác sĩ Ly lúc nào cũng có nhiều máy móc. Lúc nào cũng có nhiều máy móc. Phải donate tiền cho phòng bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Quang Ly phải không bác sĩ? Thì chúng trong y tế Đào Hoa Mai cầu nào có rồi. Mình Úc Trì ở đó. Dạ. Và câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn nghe bác sĩ Mai Cầu Đào chia sẻ, cũng nhận được rất là nhiều từ quý vị khán giả, là gần đây trung tâm y tế Đào Hoa Mai Cầu Đào có những cái buổi thử nghiệm nào hay là có những cái chương trình y tế nào mà quý vị có thể tham gia và để giúp cho chúng ta nâng cao lên cái y học hay không thưa bác sĩ? Vâng, thì cái thưa quý vị, tại AMD Medical Plaza lúc nào cũng có gọi là cái bên phía cái khu nghiên cứu là clinical research, có tất cả rất nhiều chương trình mà làm từ tiểu đường, cao máu, làm bệnh thận, yếu thận kinh niên cho tới những cái bệnh về sắp sửa là những cái bệnh về tâm lý, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh bipolar, có những cái chương trình rất nhiều. Quý vị đến trung tâm gọi là AMD Medical Plaza để mà lên cái khu nghiên cứu hỏi có những cái chương trình gì, hoặc là gọi vào để hỏi những chương trình gì mà có phù hợp với lại của mình. Thì quý vị biết là khi mà vào nghiên cứu á, thì quý vị sẽ được khám bệnh miễn phí, thử máu miễn phí, tất cả đều miễn phí 100%, và đồng thời có thể được compensate cho cái thời gian của mình. Chẳng hạn như là cái chương trình mà cao máu á, mỗi lần đến là quý vị được compensate tới hơn 200 đô la một lần. Mà cái chương trình đã kéo dài 18 tháng thì mỗi một lần đến là quý vị được compensate cho cái thời gian của quý vị để tham gia, chẳng những giúp cho bản thân của mình, giúp cho nhiều thế hệ tới là những thế hệ sau này nữa, mà đồng thời là giúp cho cái y khoa được tân tiến hơn. Dạ. Rồi đồng thời cũng một cái tin mới đó, thì of course quý vị biết bây giờ là không còn cái COVID nữa, nhưng mà cái thuốc Paxlovid á, quý vị biết á, là trước giờ mình uống á, là nó là EUA, là nó gọi là nó approve một cách khẩn cấp, chưa có phải là completely fully approved. Bây giờ thì cái hội đồng liên bang cố vấn của FDA đã chấp thuận, đã approve cho cái thuốc Paxlovid này trở thành một cái thuốc regular, một cái thuốc gọi là approve mà chính thức á, thì sau đó thì có thể bán trên thị trường hoặc là trong tất cả những nhà thuốc tây, mọi nhà thuốc tây đều có thể có hết. Hiện tại bây giờ chỉ có một số nhà thuốc tây có thôi, một số không có. Thì hy vọng khi mà ban cố vấn mà đồng ý phê duyệt là yes á, thì gần như là 100% FDA sẽ say yes after that. Nhưng mà mua thuốc này thì phải cần có toa bác sĩ hay là không cần bác sĩ? Phải có toa, chắc chắn phải có toa. Thì hồi xưa là quý vị biết chỉ có một số nhà thuốc tây có thôi, tại vì nó còn EUA mà, rồi á bảo hiểm cũng không có trả, đây là nhà nước trả, government trả tiền thuốc. Mà sau khi mà quý vị biết là May 11 á, là sau cái ngày đó là tổng thống Biden sẽ cho cái gọi là cái emergency của COVID đã, sẽ over, thì thuốc không được free nữa, mà thử test cũng không được free, tất cả đều phải đi qua bảo hiểm hoặc là Medicare hoặc là qua cái cá nhân của mình. Dạ. Và một trong những căn bệnh tiếp theo mà Hồng Tứ thấy là nhiều người cũng thắc mắc là bệnh Parkinson. Thì không biết là những cái nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này và có nghiên cứu nào mới hay không thưa bác sĩ? Vâng, thưa quý vị biết là bệnh Parkinson là cái bệnh mà nó run vậy nè. Một trong những cái bệnh mà quý vị biết là khi mà lớn tuổi chút xíu á, bình thường những người lớn tuổi hay có, nam cũng có, nữ cũng có. Hai cái người mà bị Parkinson mà nổi tiếng là quý vị biết là Michael J. Fox, cái anh chàng mà tài tử điện ảnh của Hollywood rất là nổi tiếng, cũng như là ông Muhammad Ali là ông đánh box, là hồi xưa quý vị biết là những người đó họ, cái người họ run như vậy nè, lúc chân đi cũng run mà tay cũng run, thì đó là bệnh Parkinson. Thì bệnh Parkinson này thực sự nó liên quan tới một cái of course thần kinh,
Nhưng mà mới nhất đây người ta khám phá ra là một cái chất gọi là TCE, là trichloroethylene. Cái chất này á, nó có dùng làm cho dry clean, tức là quý vị mà dùng đi mà mang quần áo đi dry clean á, là trong đó có rất nhiều cái chất này. Đồng thời cái chất này cũng có trong những cái gọi là chất hóa học, quý vị biết không, là những cái chất này nó dùng trong cái cà phê mà họ làm đi caffeinate đó, tức là không có caffeine á. Tức là cà phê thường thường quý vị biết là không có, uống thường thì không sao, regular coffee, mà giờ họ là cái decaf, decaf và không có cái caffeine trong đó, họ phải có những cái chất hóa học đó, họ lấy cái caffeine ra, vì cũng có cái chất TCE này trong đó. Thì họ nghiên cứu mới nhất á, là thấy những người này, những người cái tất chất TCE này nó vô trong cái óc của mình, nó làm cho có thể gây ra một trong những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh Parkinson được. Thì bây giờ thì họ đang of course FDA cũng như là cơ quan thực phẩm, họ đang muốn cấm không cho sùng dùng cái chất này nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, bây giờ trước khi chúng ta đi đến phần tư của chương trình thì chương trình sẽ được phép tạm dừng trong vòng ít phút. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SET TV và quay trở lại với phần tư. Chúng ta tạm quên những chuyện liên quan về vấn đề sức khỏe mà chúng ta đi sang vấn đề khác, đó chính là làm đẹp. Và nhắc đến làm đẹp thì ngày hôm nay có bác sĩ Nguyễn Quang Ly. Lúc nãy thì lúc mà đầu phần 3 Hồng Tứ có nói sơ sơ cho quý vị khán giả về việc chúng ta sử dụng sụn ba sườn. Mà sụn ba sườn trong vấn đề làm đẹp thì có thể áp dụng được cho những phần nào và cách giải quyết ra sao thưa bác sĩ? Kính thưa quý vị và Hồng Tứ, khuyết điểm trên khuôn mặt có những cái phần mà mình cần độn thêm nữa. Yeah. Ví dụ như mũi nè, cằm nè, đôi khi cần sửa lỗ tai. Khi có cái defect, cái lỗi trong trong đầu, mình có thể dùng sụn từ ba sườn. Để mình chám vào. Có khi gò má bị thiếu, muốn nâng cái gò má lên, có thể độn sụn từ ba sườn. Thì cái rib cage của mình, cái last rib là cái số 12 á. Thường thường ở ngoài này nó là xương, vô tới giữa nó là sụn. Có một khoảng đây là nó che tim phổi mình, nó là sụn. Thường thường nó vẫn còn mềm, cho cả đời mình khi nào già quá thì nó mới cứng, nó mới chai lại. Thì cách thức lấy sụn ra đó thì mình make a subcostal incision ở dưới cái cạnh sườn. Xong rồi mình tiêm thuốc tê. Làm cái phần này nó hơi đau chút xíu, thành ra đa số là muốn đi ngủ. General anesthesia gây mê tổng quát thì nó dễ làm việc hơn. Nhưng cũng có thể làm local sedation, tức là mình chích thuốc tê, mình cho uống thuốc cho xỉn chút xíu. Chích đủ thuốc tê thì làm nó cũng fairly comfortable. Thì sau khi mà mình tách mấy cái bắp thịt ra đó thì mình sẽ cắt vào cái periosteum, ta mở cái sụn ra. Sau mình dùng một cái so đó mình cắt đường khúc chỗ này lấy ra, khâu lại cái periosteum. Cái phần lấy sụn nó take khoảng chừng tiếng hồ. Tại nó cũng phức tạp, mình không có làm sâu được, mình không có nên qua cái periosteum thôi, mình sẽ vào phổi người ta. Rồi sau khi mình lấy sụn ra thì mình phải irrigate bên tí nước, make sure nó không có bị bubble. Tại nếu mà thấy bubble nó phì ra đó, tức là nó bị thủng vào phổi. Nó hơi risky chút nhưng mà cũng rất dễ làm thôi, cũng khoảng tiếng hồ mới lấy được cái sụn này ra. Thì sau khi mà lấy ra cái sụn, close the incision thì bắt đầu mình mới điều chỉnh lại cái miếng sụn đó, mình đẽo, mình cắt sao cho nó vừa cái gì mình muốn làm. Nó cũng thấy khoảng chừng tiếng hồ nữa chứ nó không có dễ. Ví dụ như sửa mũi nè, mình có thể đẽo một miếng khoảng chừng như đây, mình làm cái shape như một cái miếng implant mà mình hay để vào mũi đó. Mình để vào mũi đây,
có khi em cần phải đẩy tí sụn đây cho nó chống cái mũi lên chút xíu. Dạ. Yeah. Nhưng mà thưa bác sĩ, tại sao phải đi đến cái ý nghĩ là phải lấy cái sườn non đó để cái sụn đó để làm? Thường thường đó, những cái implant người ta làm ra để, yeah, để mà độn lên trên mặt. Yeah. Đó là silicone, nó cũng là một cái inert material, yeah, để dưới da sau một thời gian người mình sẽ bọc một lớp thẹo lại để nó, người mình nó không thấy nó là một cái foreign body thì nó không có reject cái thứ này. Oh. Nhà đa số cái gì để dưới da thì cũng như nhau thôi, yeah, miếng gỗ, miếng cây, miếng sắt cũng như nhau, cho dù mình có đột vào gò má, vào mũi hay là chin implant, dùng silicone cũng được, dùng miếng cây cũng được, cái, yeah, cái gì mà nó có substance. Yeah. Yeah. Thì cái sụn đương nhiên thì nó better, nó là sụn của mình, yeah, nó tissue của mình, nó không, sẽ không có bị reject, yeah, nó ít bị nhiễm trùng hơn là những cái thứ lạ mà mình bỏ vào trong người, người, yeah, mình nó chấp nhận dễ dàng hơn, yeah. Yeah. Nó phức tạp hơn, nó tốn tiền hơn, nhưng mà nó, cái độ an toàn nó cao hơn, yes. Yeah. Và yes, thời gian mà phục hồi cho cái việc mà mình lấy sụn sườn và làm như vậy thì như thế nào bác sĩ? Thường thường cũng vài tuần nó sẽ hơi đau, yeah, nhiều mà quý vị nào có bị gãy và sườn, gãy rib, broken rib, bây giờ té bị broken rib nó đau lắm, có khi nó sưng bầm nó đau cả mấy, yeah, tháng. Wow. Cái phần này nó nhẹ hơn, nó không phải là broken rib, không phải từ phía xương này, nó là sụn mềm hơn thì nó, nhưng mà nó cũng đau khoảng chừng tuần lại. Vâng, ừ, cảm ơn bác sĩ. Mà thấy sao mà risky, thấy mà nhiều quá chắc mình dùng cadaver sụn được không? Cũng sure, mình rất có thể là cadaver là lấy sụn người khác, xong nó treat, nó radiate, nó như là một cái inert material. Mấy cái material đó mình cũng dùng được, thì thay vì mỗi thứ nó có cái hay của nó. Thì cái kia thì đã tốn thì giờ thì mình cũng phải tốn tiền mua cái miếng sụn đó chứ nó không có rẻ. Yeah. Yeah. Khi nào bác sĩ có ai sửa gần sườn ấy, bác sĩ nói cho tôi biết nha. Okay. Thì thưa quý vị, đó là vấn đề làm đẹp. Thì nếu như quý vị có thắc mắc, có thể liên lạc với lại trung tâm đẹp ở ngay ở trong khu của trung tâm y tế đa khoa Michael Đào luôn. Còn bây giờ quay trở lại với một trong những triệu chứng mà họ gọi là depressive symptom, có nghĩa là những cái triệu chứng về trầm cảm, right, hay là vấn đề là chúng ta bị mất trí nhớ. Thì lý do, right, nào dẫn đến những cái căn bệnh này thưa bác sĩ? Vâng, thưa quý vị, có một cái nghiên cứu mới nhất ở từ South Korea là Nam Hàn. Họ thấy là cái telomere của người, cái DNA của mình á, quý vị biết là cái telomere, cái chromosome của mình là một cái DNA, nó có hai cái cap, giống như hai cái nắp vậy đậy lại á. Thì những người họ thấy nghiên cứu là khi mà lớn tuổi thì mỗi một lần như vậy mà mình nó gọi là nó replicate đó, thì nó cái telomere, cái cap á, cái nắp của nó ngắn hơn chút xíu. Và khi mà họ nghiên cứu thấy là những người mà lớn tuổi mà càng ngắn á thì người ta dễ bị trầm cảm và người ta dễ bị gọi là dementia cao hơn. Yeah. Thì of course do họ cố gắng, là họ đang nghiên cứu tại sao, họ tìm những cái nguyên nhân để rồi mình tìm những cái thuốc để mình chữa hoặc là gì đó mình ngăn ngừa cái bệnh đó. Thì họ thấy là cái telomere này nó ngắn, thì quý vị biết bây giờ mình có những cái phương thức đó gọi là gene therapy, nó có thể giúp cho được, nó có thể làm cho cái telomere dài hơn, nó giúp cho cái telomere giữ không có bị ngắn nữa. Yeah. Thì khi mà trong tương lai có thể họ thay đổi cái gene như vậy thì cái bệnh của mình sẽ bớt đi, bệnh trầm cảm bớt đi, cũng như là cái bệnh dementia có thể là possible, có thể gần như prevent được. Yeah. Rồi một cái câu hỏi ngắn nữa là rất lẹ, là một cái trường hợp này nữa mà người Việt Nam mình thường thường không nghe nói tới, là cái bệnh gọi là bệnh bipolar dịch ra là rối loạn cưỡng cực lưỡng cực, là có hai lưỡng, là hai đó, lưỡng cực là hai cái cực đó, là bipolar họ dịch ra là vậy. Thì cái bệnh này là gì? Cái rối loạn lưỡng cực cũng như là một cái bệnh tâm thần, là một loại bệnh tâm thần. Yeah. Thì nó là có lúc người ta vui, thật vui, người ta rất là active, người ta như là very high, đó là mê nhát luôn, nó gần như là, yeah, gần như là điên luôn vậy á. Rồi một thời gian sau nó depressed, rất là buồn, người ta ở nhà cả ngày, người ta trốn trong nhà, người ta không muốn đi đâu hết. Yeah. Thì nó sẽ gọi là lưỡng cực, là cái extreme là người ta có thể vui, thật buồn, thật buồn. Thành ra hai cái phần đó. Thì cái bệnh này thật sự là rất là common, nhưng mà là rất ít người chẩn đoán bệnh này. Do đó quý vị, thường thường những người trẻ tuổi dưới 30, dưới 40 là thường thường có những cái bệnh này, nhưng mà nó là cả cuộc đời lận. Thành ra nếu mà mình miss á, có thể khi mà mình lớn tuổi hơn mình chữa bệnh á, quý vị có thể ra những cái problem khác,
Do đó quý vị nào mà thấy con cái của mình hay là thấy anh chị em của mình hay là vợ chồng của mình mà có những cái như vậy, lúc mà vui, lúc buồn như vậy mà rồi mới làm cho cái công việc làm á nó không thể làm được, học không học được, bị ảnh hưởng là nó không có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình á, thì nên đi nói chuyện với bác sĩ gia đình, cũng như là hoặc là bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu mình đến bác sĩ về tâm lý để chẩn đoán cái bệnh đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết thời gian. Hồng Tứ, anh Đoàn Trọng cùng với hai vị bác sĩ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc cho quý vị có những ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, luôn được bình an. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình của tuần tới. Xin được gửi lời chào. Xin chào quý vị. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888 680 6689.